Các bạn biết tên gì chưa? Hãy truy cập phần bio phía bên dưới để có thể nhận được những dịch vụ Block Food cũng như là Toilet Tower Defense của anh Crazy Lan. Thậm chí là các bạn có thể nhận được những ưu đãi như là tập V4 kèm với song kiếm CDK, nên là các bạn hãy bấm vào phần bio nhanh lên nha. Ở video hôm nay, mình và Vidax sẽ tiết lộ cho các bạn ngay update của Block Food. What? Và cũng như tụi mình sẽ tổng hợp là những thứ sắp được thêm vào trong bài cập nhật lần này ha. Thì đầu tiên sẽ là một bức hình của Dev trong Block Food nha, một bức hình đã được tiết lộ ra. Nhìn sơ qua thì đây có vẻ là một bức hình về một cái vụ nổ lớn ha. Vụ nổ lớn hả? Lợn nổ. Là gì? Lợn nổ. Thì nghiêm túc quay trở lại nè. Như các bạn thấy thì cái bức hình này chính là một cái chiêu thức được làm cho Block Food nha. Thì như em thấy cái hình này chính là cái chiêu của trái đó nổ đùng đùng đùng. Thì đối em nói là cái gì? Ê, nhìn là biết trái Dragon đúng không? Cũng có khả năng nha các bạn. Cũng có khả năng là trái Dragon. Tuy nhiên thì mình đang nghĩ nó là trái bom hơn nha. Có ai nghĩ giống mình không ta? Không, em không nghĩ nó là trái bom đâu. Anh nhìn kỹ kìa. Ở những vụ nổ nó có mấy cái ánh sao nó chiếu vô nó để nó nổ kìa, thấy không? Nhưng mà em nhìn như bức hình này đây. Ồ. Vẫn có thể là trái bom sẽ được reward lại nha các bạn. Bức hình đó anh lấy đâu vậy anh admin hả? Anh admin ngầm mà. Bức hình này là trên Twitter của admin nha các bạn. Thì mình đang phân vân giữa hai cái, đó chính là chiêu của Dragon hoặc là chiêu của trái bom sắp được reward lại ha. Còn các bạn nghĩ sao? Cái này là của cái nào? Em sẽ chọn trái Dragon nha. Anh nghĩ là trái bom nó khá chắc luôn các bạn. Tại vụ nổ trái Dragon nè thì nó phải như thế này. Em thấy gì chưa? Đẹp đúng, không? Đúng rồi hả? Đẹp. Đây là một chiêu thức của trái Dragon được admin tiết lộ nha các bạn. Khá là đẹp luôn á. Nó nổ bự gần một hòn đảo luôn kìa. Thì đây là hòn đảo C1, các bạn thấy phía dưới không? Nó chính là hòn đảo C1 mà cái vụ nổ này bự gần bằng cái hòn đảo luôn. Mà anh cảm thấy chiêu đó cũng khá giống cái chiêu dách của CDK ha, đúng không? Nhìn tựa. Đó, thấy không các bạn, thấy không? Nhìn cũng khá là giống. Tuy nhiên cái chiêu này khác cái đó chính là nó bự và đẹp hơn thôi. Nhưng mà vậy cũng đúng các bạn ơi, thời gian tụi mình bỏ ra đợi với Dragon thì nó ít nhất nó cũng phải đẹp như thế này đúng không? Chỉ mới có 1 năm thôi mà. Mới 1 năm thôi mà. Và tiếp theo đây chính là một cái chiêu mới của Dragon nữa. Thì mình thấy chiêu này khá là giống với chiêu V với chế Flame ha. Em hay nói giống như chế Flame mà phiên bản V1 đẹp hơn nữa. Nè, chế Flame dạng V2 thì nó phải như vậy nè. Bự vãi. Mà tính ra cũng giống chứ. Nhưng mà lửa của cái này nó đẹp hơn. Lửa đó nó mới hơn đúng không? Nhìn nó ngầu hơn. Đúng. Nhìn nó free fire hơn. Và tiếp theo một item mới sẽ được thêm vào trong Block Food, đó chính là xương khủng long nha các bạn. Yes sir. Không nghe nhầm đâu, đó chính là xương khủng long. Mình không biết update sao có liên quan gì tới trái T-Rex hay không nữa, nhưng mà nó lại có thêm cái item xương khủng long ha. Nhưng mà lý do tại sao lại có cái item này thì hãy cùng mình xem cái trailer này nha. Yes sir, thấy gì chưa? Wow, một hòn đảo mới của Block Food nha các bạn. Đảo nhung nham. Ủa, đảo núi lửa chứ. Wow, coi rung lắc kìa, what the hell. Thiên thạch nữa hả? Ui, em nghe tiếng khủng long không? Không, em nghe tiếng gọng gú hơn á. Cái này giống đảo núi lửa nè. Tôi hẹp đó, tiếng khủng long kìa. Có cái xương khủng long nên nghĩ đó là đảo khủng long á. Em thấy cái xương không? Không, em nghĩ đó là cái nguyên liệu để chúng ta hất tỉnh lên Darren V2. Còn cái đảo đó giống như đảo Kitsune đó. Nó là đảo tiêu kiện thôi. Nó sẽ xuất hiện ở ngoài biển hay là khi mình kích hoạt cái gì đó. Ơi hay vậy, chúng ta phân tích hay vậy Vidax. Ơi chuẩn luôn các bạn, thức tỉnh lên Dragon V2 hả? Ơi nghe ngầu vậy ta. Và tiếng gọng là cái tiếng con gọng ở trên đảo đánh cái con đó là ra được cái xương khủng long. Chuẩn luôn, sự kiện event mới các bạn. Theo mình thấy thì Vidax nói khá là đúng nha các bạn. Mình nghĩ là sự kiện này sẽ có sea event á. Tại hôm nay trend của Block Food làm là phải có sự kiện biển đồ các kiểu mà. Đúng rồi, nó phải liên quan tới biển thì nó mới giống One Piece được các bạn. Theo mình nghĩ cũng khá là chuẩn á. Còn các bạn nghĩ sao? Các bạn có đồng ý với ý kiến của Vidax không? Mình là đồng ý hai tay, hai chân và một bông hoa luôn nha. Một bông hoa nữa hả? Ok, có vẻ là các bạn đang đợi phần này khá lâu đúng không? Đó chính là nghe cái mắt update mới của Block Food. Thì nếu như các bạn chỉ cập vào trang web gamerrobot.com và các bạn kéo xuống phía dưới này, kéo sau dữ à. Thì đây chính là nơi tổng hợp tất cả update của Block Food và có cả thời gian cụ thể luôn, cùng với một cái countdown như thế này. Tuy nhiên hiện tại nó vẫn chưa đếm ngược nha. Nhưng mà mình có một cách. Các bạn có thể để ý là những ngày update Block Food nó sẽ rơi vào những ngày giữa tháng hoặc là cuối tháng nha. Như là cái update Giáng sinh này sẽ rơi vào ngày 25 nha. Còn update Valentine là 14 và update này là 21 và cái này là 30 và thậm chí là ngày 11 tháng 9 nha các bạn. Ngày sinh nhật em á là. Thiệt hả? Thiệt, mà Happy birthday to you. Happy birthday to you. Cảm ơn anh nha, qua nó chưa tới sinh nhật em nữa. Anh chúc trước vậy mà. Thì tóm lại là sao? Theo mình nghĩ á, đó chính là update Block Food mới này nó sẽ rơi vào cuối tháng 7 hoặc là cuối tháng 6 nha. Bởi vì khi mà admin ra video tiết lộ về update mới á, sẽ ra mắt tầm khoảng 1 tháng nữa thôi. Và cái ngày cụ thể thì sẽ rơi từ nửa tháng tới cuối tháng nha các bạn. Bởi vì gu của admin á, đó chính là ra mắt update vào những ngày cuối tháng nha. Mình không biết lý do tại sao nữa, muốn câu giờ hay delay update cái kiểu gì đó. Nhưng mà dù sao thì chúng ta cũng nên mừng bởi vì admin sắp update rồi ha. Cũng gần khoảng 1 năm rồi đó chứ. Rất lâu luôn. Khoảng thời gian khá là lâu nha các bạn. Bây giờ chúng ta đã có tin vui rồi. Nên là nếu như các bạn muốn cùng mình không update thì các bạn hãy nhớ kéo xuống dưới bấm nút đăng ký và bấm cái chuông thông báo để có thể nhận thông tin mới nhất về video của mình nha.